Xin chào quý khán giả Vũ Mạnh Hùng Quân. Thì hôm nay mình sẽ mời quý khán giả Vũ Mạnh Hùng Quân sẽ đồng hành mình đi vô thăm cụ Quỳnh Thị Dừa, 96 tuổi, Mỹ Thạnh, ấp 2 Mỹ Thạnh, Long Mỹ, Chồng Trôm, Bến Tre. Thì mình mới qua bên nhà của anh Ổng và bé Xuân á, thì sẵn mình gần á, thì mình đi qua đây thăm ngoại luôn để xem ngoại cuộc sống như thế nào, và mình sẽ gửi chút xíu quà của quý Mạnh Thường Quân trong ngoài nước gửi đến cho gia đình của cụ. Bây giờ mình sẽ mời quý khán giả quý Mạnh Thường Quân đồng hành cùng mình để vô xem ngoại giờ đang làm gì ở trong nhà nha quý khán giả. Hello, xin chào ngoại. Ủa, làm gì em nằm? Tại đó đây. Ở bệnh. Bệnh hả? Bệnh gì? Mệt. Cháu mới xong hả ngoại? Cháu mới xong á. Mình nằm thôi, mệt thôi mà. Bệnh gì ngoại? Ngoại sao? Tim hả? Ngoại đau mà ngoại nhớ con rồi. Giờ khỏe chưa? Chưa khỏe. Trời, sao tay chưa lạnh nhất rồi ta? Thay dầu rồi vậy. Thay dầu rồi hả? Thay dầu rồi. 12 giờ rồi, em tư thích tuôn tới 1-2 giờ luôn thanh xuống. Ai? Đêm đi đêm qua cũng vậy luôn. Kẻ ba đứt rồi. Sao con đâu ngoại con? Dạ. Mà đó là thức của năm qua. Sao con không đấu ngoại? Con mới đi chương trình, nhiều chương trình nên con giờ rảnh rồi, con sẵn đi qua thăm anh ổng á, bà đã xong ghé thăm ngoại luôn. Ngoại nấu con quá, ngoại khóc còn luôn. Dạ. Kêu gọi vậy, chỉ nghe tiếng thôi. Dạ hôm qua gì điện thoại cho con, nó nói chỉ cần nghe tiếng con được rồi. Ừ. Bệnh nha. Ngoại bệnh quá con. Bệnh nha. Rồi, mang vớ luôn. Đêm ngày qua, đêm hôm. 12 giờ rồi mệt rồi, ông Tư cũng chạy qua. Mệt hả? Mệt rồi nằm đó, mệt rồi nó... Mệt rồi. Chị Tư chỉ lên chỉ đỡ anh lễ xuống. À, rồi chú Tư bên đây qua. Có ăn yến không chú Sáu? Có, ăn cháo. Ăn cháo rồi. Nằm đó con. Đâu ngoại không khai mệt. Dạ, giờ thấy mặt nó rồi nè. Rồi. Dạ. Làm gì rồi? Đó. Mệt. Mệt quá ha. Trời ơi. Mấy bữa nay không có đi chú cộng ha, mà bệnh không có chú cộng gì hả ngoại? Đó. Con hết 32 kg rồi, còn nhiêu đó nữa. Con 2 kg vậy. 2 kg. Thằng chồng gì rồi? Ở bên nhà chú Tư á. Qua nói nè. Nó thôi để con nó bà có rồi lên cái nằm nghỉ cho khỏe đi, rồi nó vuốt bả mấy cái rồi nó đã đỡ được cái ai thằng trọng nhi à, anh ba con ha. Hôm qua anh ba có vô thăm ngoại hả? Rồi có qua có tới, rồi cái con Thảo, biết Thảo không? Quên nó con. Biết Thảo không? Con đành bỏ ngoại con. Con đi nhiều chương trình chứ không phải đi một cái chương trình nè. Đó, nên bây giờ là con đi rất là nhiều chương trình, chỉ qua nay là con chạy chương trình rất là nhiều. Đó, còn phải ngoài máy, con làm này làm kia nữa, là con đi mua đồ để giúp cho bà con mình nhiều chỗ. Đó, thì con đến có duyên với ngoại, thì con được Mạnh Thường Quân á trao duyên mà giúp cho ngoại này cơn ơi này rồi mà nghe. Con qua đâu nghe ngoại nói mọi bệnh đâu. Ngoại trong ngoại rồi. Nhớ con quá con ơi. Dạ. Con đành con bỏ ngoại con. Con đâu có bỏ đâu, nếu con bỏ là con đâu vô thăm ngoại nữa đâu đúng không? Đó. Mà đi qua ngoại nói là chỉ còn nghe tiếng của con thôi, nghe tiếng rồi đã xong rồi giờ con vô thăm ngoại mới biết ngoại bệnh. Con qua đâu nó con bệnh đâu. Này ngoại giá. Thấy con ngoại bằng ngày thì nó chuyển cảnh ngon lành vào hoàng đêm. Đi ra rồi mà còn đi ra không được con. Dạ. Chị bỏ làm gì quá. Không bỏ ngoài. Ngoài chết rồi ngoài không ai mặt con. Dạ là ngoại giờ là khỏe chưa chú Sáu? Bả giờ thì ví dụ như hơi mình ở tỉnh nó ấy thôi, còn bằng đêm là bắt. Ngoài còn mệt lắm. Đó 10, 9 giờ tức là mệt. Đi khám bác sĩ nha. Ngoài để cho. Con thương ngoại. Bà kêu một hai đi nhà thương. Đã đi nhà thương đi. Rồi ông Tư mới ngủ lên nhà thương già nữa. Nửa chừng nữa nhà thương sao thì đang mệt à, nếu lên nhà thương thì già nửa chừng nữa nhà thương làm sao. Bây giờ để cho tỉnh dưỡng ra một chút xíu. Vậy đang mệt thì đừng có đi được. Như vậy như là khỏe khỏe rồi đi lên trảnh được. Ừ. Đó. Mày vậy mà khỏe rồi mày có đi được. Giờ mày mệt nữa.
Mà... giờ lên tảng là cho vô nước biển nè. À, nếu thấy mặt cô chết cũng... Dạ bà rồi, cái cổng bà đi trái thôi. Không đàn bỏ ngoài. Không đi khơi đi không được. Dạ đi không được hả? À, cái giờ đi nhát thôi được nhát. Đi mắt giỡn mà đi mà đi đó cũng giỡn được. Đêm nào cũng cực khỏe. Cổng ra ngoài, cổng đi ngoài, ngoài gì. Dạ bây giờ là... ngoại lên tảng ngoại nằm thử coi, bác sĩ coi khám làm sao. Ai nằm không nữa. Đi ra bên Bến Tre nằm á, vô bệnh viện nằm ngoại có bảo hiểm như này kia nữa. Rồi anh tưởng thôi, tại giờ đâu cũng đi đang mệt, đi không có được đâu. Thì đang mệt đi không được, để cho khỏe rồi ngoại đi. Ngồi xe không có được. Con dở ngoại đi. Con dở ngoại đi hả? À? Thôi giờ ngoại nghỉ mệt đi, giờ không nói chuyện mà ngoại mệt, mà thảo không nổi rồi. Qua không đâu có nhờ. Em đang ngủ được. Ngoài nhớ con đó ngoài chết rồi mà cũng dẫn nó theo con. Chết dẫn con theo làm gì? Rồi đây ai làm công việc từ thiện cho con? Tại đất ơi, con có duyên đến với ngoại, còn dạng như là con ngoại đã mất rồi, này kia thì là hết duyên với này kia với đời là vô thường. Nên á, con còn đi nhiều chương trình con giúp đỡ nữa. Còn ngoại nó ngoại đã mất rồi, cũ con đi theo rồi những mảnh đời khó khăn và những người này kia nữa. Rồi con không nên giúp được. Thì rồi ngoại nghĩ sao? Bà nói với Thảo không biết gì. Bà nói Thảo nói không biết gì con. Bà kêu quý theo tao nấu nước tủ. Trời ơi Thảo. À, chú Sáu thấy ngoại vậy này kêu chú Sáu chở ngoại đi lên bác sĩ thử thế nào chú Sáu? Thì... dạ cho bác sĩ cứng hả chứ ngồi xe không được. Bao xe du lịch đi. Đi lên tỉnh có hay là Bến Tre có mấy trăm ngàn xe chứ nhiều. Cho ngoại vô đóng đó ngoại khám sức khỏe tổng quát coi bác sĩ coi thế nào. Lên tỉnh có mấy triệu hả? Ít tiền. Đúng rồi, bảo hiểm này lên không có nhiêu tiền, có bảo hiểm như này kia lên có mấy triệu thôi. Chú Sáu lên tỉnh săn sóc đồ này kia để dễ mà. À, dạ quý khán giả thì hôm qua chú Sáu điện cho mình đó, chú Sáu mới nói là ngoại muốn nghe tiếng của quý của cô Út. Thì bây giờ mình vô khoa chú Sáu không nói là ngoại bệnh luôn ngoại chỉ nói là chỉ nghe thôi. Thì hỏi là tại sao mình không vô thì sẵn chương trình của bên anh Nõn á, rồi mình ghé thăm là giúp đỡ của mình Hùng Quân nữa. Thì mình ghé thăm ngoại thì mình vô nên bất ngờ là ngoại bệnh hôm nay mấy bữa nay ban ngày thì đỡ đỡ ban đêm á. Thì dạng như chú Sáu sức tực suốt để ấy này kia đó. Thì bây giờ là ngoại bị bên tim và bị bên ruột nó bị có ngọn á chút xíu mà quý khán giả. Nên á bây giờ là ngoại không thể nào mà ngoại đi xe này dần được. Thì đợi cho ngoại khỏe này kia rồi gia đình sẽ chở ngoại đi lên bệnh viện hả, dạng như là cho nó khỏe mới đi được. Chứ bây giờ là ngoại đang mệt, không thể nào mà chuyển ngoại đi được. Chuyển đi là mình sợ có vấn đề gì thì không thể nào mà mình nấu trước được điều gì cả. Thì một lần nữa mình chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ và gieo duyên đến cho ngoại được như thế này hả. Thì ngoại cũng đã vui rồi, mãn nguyện rồi. Và bây giờ là ngoại nằm lạnh nè. Giờ sáng giờ ngoại ăn gì chưa chú Sáu? Cháo mua ngoài chợ rồi đậu ăn té cháo gói nữa. Ăn được mấy muỗng? Hai muỗng cháo gói à. Với cháo ngoài chợ cũng phải hai ba muỗng nữa. Đang mới ăn cái rồi cũng hai ba muỗng nữa. Vậy bình thường là ngoại ăn nhiều không chú Sáu? Chén cháo mà ăn rồi cũng vậy. Bình thường là một chén cháo, nay là chỉ là một hai muỗng thôi. Dạ, có sữa cho uống không chú Sáu? Có. Thôi bây giờ mình đừng có cho ăn cháo nữa, mình cho uống sữa thôi. Tại uống sữa nó bằng một ly sữa nó bằng ba chén cơm á. Rồi vitamin đầy đủ hết. Đó, chú Sáu cho uống một canh một ngàn rồi cho uống thôi, uống sữa thôi. Uống sữa vậy là nó sẽ tốt hơn và bổ hơn. Rồi bà uống nước yến không ngon quá. Bà đòi nặng mệt nữa. Không cái, được. Cái này không được. Cái tối bà lụm cụm vô. Bà vô bà lụm lấy hộp nữa. Nó đâu có thấy, đâu có hai. Rồi kêu lấy dầu cà cải. Đứt cái tay. Không được, tại vì uống được một hộp thôi, uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Cái đầu có gì đi tiểu ngoại dưới người làng chạy về thấy rồi cái cản không còn. Dạ, tại vì một tuần á chỉ uống được hai hộp thôi. 2 đến 3 hộp thôi chứ không uống nhiều được. Còn dạng như ngoại về sức khỏe yếu á thì chú Sáu có thể là cho ngoại uống yến được. Dạ, ăn buổi chiều á. Dạ, chiều cho ăn được, tại vì đó là giờ nó ngoại khỏe này kia được. Còn sáng thì dạng như là ngoại ăn rồi này kia sợ nó không tiêu. Thì ban đêm thì nó hấp thụ nhiều hơn. Còn sữa thì chú Sáu cho ngoại uống sữa em xua đó là dạng như uống thay cơm được á. Nay 3 ngày rồi. Dạ. Ăn cơm không? Không có ăn cơm.
ăn mì tôm. Chú dài. Chú ăn mì tôm hả? À, bây giờ là chú cho ngoại uống sữa ăn xua đi, thay cho ăn cơm đi. Đó, khỏi ăn cháo này kia, tại vì ăn cháo mình cộm cộm này uống sữa thì cho nó tiêu hóa dễ tiêu hóa. Sữa ăn xua nó vitamin chất nhiều hơn là mình ăn một ly sữa nó bằng 3 chén cơm mình á. Nó vitamin đầy đủ hết, thịt cá đồ vitamin rất là đủ. Cho ngoại, để cho ngoại uống, cho ngoại giữ sữa sức khỏe. Nha chú Sáu. Rồi chú Sáu như ngoại khỏe khỏe rồi chú Sáu cho ngoại đi lên tái khám thử rồi bác sĩ nói gì. Chứ để ngoại nằm ở nhà hoài đau rồi sao mà biết. Lên cả nó cho vô nước biển rồi thuốc này kia cho ngoại. Ngoại nằm sáng giờ luôn hả chú Sáu? Sáng giờ đi. Mồm thức luôn, sáng như một canh luôn. Dạ. Đêm qua này kia. Dạ. Nó ngoại nó đâu rồi. Giờ ngoại nhắm mắt vậy hả ngoại? Nhắm mắt gì hả chú Sáu? Dạ, thôi vậy ngoại nằm xuống ngoài nghỉ mệt đi. Giờ mất rồi. Giờ mất rồi. Chưa, ngồi đây. Không ơi, ở nhà ngoại không cần. Dạ, thì quý mình thường quân ơi, ngoại cách đây mấy ngày nay là ngoại, hai ngày nay là ngoại đã yếu rồi. Giờ là mắt ngoại mở không lên ngoại, chút không được, nó vừa hả chú Sáu? Không, ngồi vậy là nằm định mấy ngày nay đâu không. Dạ, không làm gì nên nằm thôi hả? Lên đó là xuống đây hay sao chú Sáu? Xuống đây mắc kè. Dạ. Hi, xin chào quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả trong ngoài nước. Thì hôm nay mình vô đây để gặp cụ Quỳnh Thị Dừa, 96 tuổi, ấp 2 Mỹ Thạnh, Dòng Trâm, Bến Tre. Thì hôm nay là sức khỏe của ngoại đã mệt. Hai bữa nay hả chú Sáu? Ba bữa nay rồi, mấy bữa nay rồi quý khán giả. Thì sức khỏe của cụ thì do là tự nhiên là mệt hay sao chú Sáu? Mệt, tim với đường ruột có ngẩn. Tim với đường ruột có ngọn quý khán giả, nên đang mệt nè, không thể nào mà chuyển đi bệnh viện được. Tại vì từ trong giường mình phải chuyển ra bằng xe Honda, nó rồi mới đi ra lên xe du lịch, không đi ra tới đó được. Thì sợ ngoại đi ra ngoài mà đi không nổi, nó đi giờ đi là phải kè, phải giờ dẫn này kia hết. Thì mình được sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay mình được sự giúp đỡ của gia đình của anh Thanh và chị Liễu ở bên Mỹ, hỗ trợ cho cụ của ngoại là 100 đô. Và anh Hồ Tấn Phước ở bên Đan Mạch hỗ trợ cho ngoại là 1 triệu. Thì bây giờ số tiền mình đổi ra tiền Việt với này kia là được 3.300.000 đồng. Thì số tiền này mình sẽ thay mặt quý Mạnh Thường Quân trong ngoài nước sẽ đến trao cho chú Sáu để chú Sáu lo cho ngoại. Thì quý khán giả thấy ngoại là đang giờ là mệt rồi, nằm nó chỉ biết là nói là cháu ngoại thôi. Chuyện qua ngoại nhớ, ngoại nhờ chú Sáu điện thoại vào cho mình để không có nói mình không nói bệnh gì trên cái nhà, chỉ nói là cần nghe tiếng thôi chú Sáu. Nghe tiếng thôi là bao nhiêu vậy? Dạ, chỉ cần nói là điện cho quý là nghe tiếng thôi là vui. Mà mình không biết lý do, là mình không biết là ngoại đang bệnh luôn. Chú Sáu không nói luôn quý khán giả, không ai nói gì hết. Hôm nay mình vô là mình mới thấy được cái sự việc là ngoại đang nằm mệt rồi. Thì số tiền này là mình sẽ đại diện cho quý Mạnh Thường Quân trong ngoài nước sẽ trao số tiền này là 3.300.000 đồng cho chú Sáu, để chú Sáu lo cho ngoại. Đây giờ cho con gửi ạ. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân. Chứ giờ xin lỗi, chứ giờ có tật gì xin Mạnh Thường Quân nhận tình tha thứ, chứ giờ không biết nói gì hơn. Dạ. Giờ quá bệnh vậy làm sao giờ, sáng hôm nay hết đường ta lại nổi rồi. Chú Sáu là hôm nay mấy hôm nay là chú Sáu sức nguyên đi mới nhàn nằm ở đây là canh ngoại như này kia. Thì mình cũng mong cho ngoại là mau có sức khỏe và sẽ được hưởng phước của con cháu sau này. Thì bà ngoại vừa nhận được quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì đùng một cái là mình không biết là ngoại đang bệnh nằm như thế này nữa. Thì mình rất là cầu mong cho ngoại và chú Sáu nhiều sức khỏe để lo lắng cho ngoại sau này. Thì một nửa mình chân thành cảm ơn và mình hẹn quý khán giả vào lúc sau. Bye bye, see you again.